Sang đang ở trong cái vườn sầu riêng. Đây mọi người coi đây, có mấy cây sầu riêng đó mọi người. Giờ nó đang có rất là nhiều trái nha. Giờ mùa này sầu riêng nó đang chín đó mọi người. Sầu riêng chín cây á. Nó chín nó sẽ rụng xuống nha. Giờ Sang sẽ đi kiếm xem có sầu riêng chín cây nó rụng không nha mọi người. Ở đây mọi người coi, ở đây có hai cây. Ở đây là đang ở cái ở dưới đồi á mọi người. Ở dưới này thì cây cỏ là nó mọc rậm rạp á. Sang phải đi tìm. Đây mọi người xem. Đây Sang phát hiện ra một cái trái nha. Cái sầu riêng nó rụng rồi nè. Nhưng mà bị sốc nó ăn rồi mọi người. Trái này thì hư rồi. Trái này không ăn được đâu. Trái này là sóc nó ăn từ lúc mà cái trái này nó còn nằm ở trên cây á mọi người. Rồi nó ăn lâu rồi nha, xong rồi nó bị thúi luôn. Cái trái này thì không ăn được rồi. Thì Sang sẽ đi kiếm cái trái khác nha. Đây là có cái hai trái sầu riêng rụng nha mọi người. Đây mọi người coi nè, đây một trái nè. Kìa một trái nữa kìa. Đây là sầu riêng ta á mọi người. Chứ không phải sầu riêng Thái. Giống sầu riêng này thì trái nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cái mùi của nó rất là nặng nha. Mà ăn sầu riêng này cái mùi vị của nó rất là ngon mọi người, nó rất là thơm ngon. Chứ nó không có như sầu riêng Thái đâu. Đây là một trái thôi, để đây. Ở dưới kia một trái nữa đây. Ở đây dưới dốc đó mọi người. Nó rụng xong rồi nó lăn nha. Đây mọi người xem nè, đây trên cao này. Đấy. Đó, nó rụng xuống đây nha. Lăn xuống đây. Đấy. Xuống dưới dốc mọi người. Nó là nó xuống dưới ở dưới kia luôn mọi người. Dưới kia có cái suối đó, mọi người. Nếu mà không có cây cối rậm rạp nữa, nó chặn lại á. Chắc riêng nó sẽ lăn xuống dưới suối luôn nè mọi người. Ở đây là nó mắc vô cái cây này mọi người ha. Đây mọi người. Wow, trái sầu riêng chín cây mọi người. Đây cùi còn trắng tinh mới vừa rụng luôn nè. Trái này chắc cũng hơn 2 kg mọi người. Đây mình nhìn xem trái sầu riêng nó dài vậy này. Đấy, nó dài khoảng 25 phân nha. Đấy, này là khoảng 1,5 gram của Sang ạ. Này quá đã luôn. Đây là 2 trái này. Ở đây có 2 cây nha mọi người. Cây ở đây thì trái nó nhiều hơn nè. Cái trái dài dài ở đây là của cái cây này nha. Còn trái này là trái tròn mọi người. Trái này thì Sang chưa thấy trái nào rụng nữa. Giờ Sang sẽ đi qua 2 cây sầu riêng bên này mọi người. Sang kiếm rồi có sầu riêng rụng. Đây mọi người coi mấy cây sầu riêng ở đây. Đây rất là to rồi mọi người. Cái cây này chắc phải ôm một ôm người ôm không hết mọi người. Cây này thì cũng mấy chục năm rồi nha. Cao phải 20-30 mét á. Đây mọi người thấy không? Cây kia ở trên đọt à. Nó có mấy trái này. Đây mọi thấy nó có trái trên đọt. Cây rất là cao luôn mà ở dưới này dốc á mọi người. Nó mà rụng xuống nó lăn xuống bụi rậm đây hết này. Sang sợ sóc đôi nó ăn hết quá. Để Sang lên lại xin kiếm đây. Bữa cây này nó có rụng không? Cái cây sầu riêng to gốc này. Xung quanh này có mấy cái sồi cũng rất là to mọi người. Đây. Để xem này. Mấy cái sồi thanh ca á mọi người. Cũng rất là to luôn. Đây mọi người xem này. Cái gốc nó to cỡ này nè. Đấy mọi người thấy không? Đó. Cái này là Sang ôm một vòng tay luôn á. À mọi người thấy không? Rất là to. Dưới kia rất là nhiều cây sồi bự. Để xem cái cây này nó có rụng chưa. Ở sầu riêng thì có cây nó già trước nó rụng mọi người, nhưng có cây nó chưa già nó không có rụng. Sầu riêng ta này mình ăn sầu riêng chín cây nó rụng xuống là ngon nhất. Ở dưới kia rậm á mọi người, Sang thấy có một cái trái nó bị sốc ăn nè mọi người thấy không? Đây sốc ăn nó cũng bị hư luôn mọi người. Thì Sang ở lại cái gốc cây kia, Sang kiếm nó còn trái nào nữa không?
dưới này mọi người có mấy cái bắp chuối rừng nè mọi người. Chuối rừng mọc ở trong rẫy này nó cũng rất nhiều luôn. Giờ Sang nó để ở đây nha, Sang cũng chưa hái bắp chuối rừng ăn. Đây Sang thấy có một trái sầu riêng nhỏ này nè. Trái này thì nó nhỏ. Trái này nó rụng, nó non mọi người. Trái này thì chưa chín đâu, nó rụng non thôi. Sầu riêng ra non mình nhìn mình biết rồi nha. Cái gai nó nhỏ, nó chưa có nở gai. Trái già thì gai nó sẽ nở to. Đây, Sang quay ra gần gốc sầu riêng cho mọi người xem. Đó. Cây này cũng có mấy chục trái mọi người. Đây, để mọi người thấy không? Đấy. Cái nhỏ nhỏ là 1-2 kg vậy mọi người. Đó. Thì chúng ta ăn rất là ngon. Sang đang đứng ở dưới gốc cây nó luôn nè. Ở đây mà nó mà rụng xuống là ngay đầu Sang luôn á. Mà ra là đi lượm sầu riêng mà đứng ở dưới gốc cây sầu riêng này cũng nguy hiểm mọi người. Sang đứng đây là nó mà rụng xuống thì Sang thấy Sang né không, nó vô đầu nguy hiểm. Đây, gốc cây của nó này. Sang mới lượm được 2 trái của cái cây này. Ồ, đây một trái nữa mọi người. Đây một trái nữa là 3 trái. Nó rụng, nó dính quá. Đây mọi người coi cái con này, mọi người biết con gì không? Con này cái con cuốn chiếu á mọi người. Ở trong rẫy một bữa này là mấy con cuốn chiếu đây, ở dưới cái lớp lá cây này nó rất là nhiều luôn. Đây. Cuốn chiếu nó cuộn tròn. Đụng tới nó là nó cuốn lại. Là 3 trái nha. Cây này nó rụng 3 trái sầu riêng. Đây mọi người, đây cây mít tố nữ đó mọi người. Trong rẫy Sang thì có mấy cây mít tố nữ đó. Thì xưa Sang trồng 10 cây rồi. Nhưng mà giờ còn đâu là 7-8 cây á. Giờ trái nó đang nhỏ nhỏ mọi người. Đây. Này chắc cỡ 1 tháng nữa. Tháng nữa là nó chín đó mọi người. Mít tố nữ. Mít tố nữ thì trái nó nhỏ nhỏ thôi mọi người. Nó khoảng 1 kg thôi. Nó không có to giống cái mít lớn này. Nhìn cái cây kia mới sai nè. Đây, mình xem này. Đó. Trái rất là sai luôn mọi người thấy. Ở đây là mấy cái cây sầu riêng ở phía sau nhà Sang nè mọi người. Nãy thì Sang lượm mấy cây ở phía dưới bờ suối nha. Nó xe mấy cây này nó gần nhà, phía sau nhà Sang. Trên này đất bằng không mọi người. Cây này cho mấy cái cây này. Cây này trái rất là sai luôn mọi người. À, nó cũng có trái chín cây nó rụng nha. Giờ Sang sẽ đi ra Sang kiếm nha. Ở đây cũng có mấy cái mít mọi người. Mít chưa có chín nha. Mít này nó rụng mọi người, nhưng mà nó không chín nha. Đây Sang thấy có một trái sầu riêng rụng nè. Đây, chín cây mới rụng luôn mọi người. Thơm lắm mọi người. Cây sầu riêng này ăn rất ngon mọi người. Sầu riêng cũng sầu riêng ta thôi mà. Cơm vàng hạt lép mọi người, ăn rất là ngon mọi người coi. Cái cây này trái nó quá trời sai luôn. Cây này chắc 50-60 trái mọi người. Giờ nó mới bắt đầu nó chín rụng nè. Mới làm được 1 trái. Coi còn trái nào nữa. Ở đây cũng có một cây nữa mọi người. Đây mọi người. Sầu riêng này thì trái nó cỡ 2,5 kg mọi người, 2 kg 2,5 kg. Cây này thì nó rụng được mấy ngày rồi mọi người. Ngày bữa trước nó sai lắm. Sầu riêng mùa này nó chín, nó già là nó chín, nó rụng hết mọi người. Nó rụng liên tục à. Rụng trong vòng khoảng nửa tháng là nó hết luôn cả cây luôn rồi.
Cây này chắc còn khoảng cỡ 20 trái mọi người. Cây này thì bữa nay nó chưa có rụng. Này chắc là khoảng buổi tối á mọi người. Riêng thì nó hay rụng buổi tối lắm. Rụng vào sáng mai ra, sáng sẽ ra sáng lượm. Đây, cây này đã được một trái này, rất ngon luôn. Đây. Vậy là hôm nay là sang đi lượm được ở dưới kia là hai trái mọi người, đây thêm trái là ba trái nha. Này sang quay cho mọi người coi trái cây trong vườn sang nha. Mùa mưa này là nhiều trái cây chín đó mọi người, sắp tới nữa khoảng nửa tháng nữa là bắt đầu có chôm chôm chín rồi mọi người. Đấy. Sang hái này sang quay cho mọi người coi. Đang trở lại cây sòi ở ngoài kia mọi người, để sang xem đây có sòi không nha. Sòi mùa này nó chín cây nó rụng xuống đó mọi người, tại vì cái cây sòi này nó cao luôn, không có leo lên hái được đâu mọi người. Đây mọi người coi cây sòi, cây sòi này nó cao chắc phải 30 mét rồi mọi người. Cái gốc của nó chỉ 2-3 người ôm nha. Cây sòi cổ thụ luôn. Trong rẫy sang thì có cũng có mấy cây sòi cổ thụ như vậy. Đây, mọi người xem trên đỏ. Nó chín nó rụng nhiều lắm rồi mọi người. Bây giờ ở trên đỏ nó cũng còn mấy chục trái, già hết rồi mọi người. Nhưng mà không cách nào mà leo lên mà hái được mọi người. Đó, nó nằm ở trên đỏ cao 30 mét nữa mọi người. Đó. Không có tài nào mà leo lên đó mà hái được. Bây giờ nó rụng ở dưới gốc rất là nhiều. Sòi nó già nó chín nó rụng rồi. Để sang đi xem còn trái nào ăn được không. Sòi chín thì nó bị mấy con ong nó chích đó mọi người, cũng hư hết, nó rụng nha mọi người, theo rụng quá trời dưới đất luôn nè. Rồi xem à, rồi mấy con mối này, nó bu vô này. Ủa, mọi người xem trái này nè, chín cây nha mọi người, nó cũng mới rụng luôn nè. Trái này thì không bị hư luôn mọi người, nó chưa bị ong chích đâu nè. Rất là ngon luôn. Sòi thanh ca mà nó chín cây á mọi người, nó rất là thơm luôn nha. Đây sang lượm được một trái này, trái này còn được nè, đa số là nó rụng xuống là nó bị hư hết rồi. Rất nhiều luôn. Đây nữa mọi người, trái này thì hư rồi, rất là nhiều. Đây trái này nó cũng mới rụng nè, hai trái nha. Để đây, đây mọi người, đây một trái nữa nè, ba trái luôn mọi người xem. Cái chín nó, cái màu vàng của nó đẹp luôn. Đây, mọi người xem. Đây cái này rớt xuống là con chim với con gà nó mổ mọi người, nhưng mình vẫn ăn được nha. Sòi thanh ca mà khi nó chín cây thì ăn ngọt lắm mọi người, nó ngọt là nó ngọt thanh đó. Đây một trái nữa nè mọi người, này đã không đó, bốn trái, năm trái đã luôn. Đây mọi người xem, ở đây mọi người thấy mấy con ong không, ong này ong vàng đó mọi người. Con ong này nó chích xong rồi nó đẻ trứng vô trong cái trái sòi này, nó nở thành dòi nha mọi người, là hư hết. Đây mọi người xem sòi này, đây sáu trái rồi. Rụng nhiều lắm mọi người ơi, cây này nó có cả ngàn trái mọi người, mà nó rụng mấy hôm nay nó rụng quá trời rụng luôn. Sang cũng không rảnh đi lượm mọi người. Quá trời trời luôn. Mọi người xem đấy, bạch lá tìm sòi. Đây mọi người. Sòi chín rất là ngon luôn, mọi người thấy không? Quá đã luôn, có độ một xíu thôi. Đây ha mọi người. Trái này thì bị hư rồi, đây mọi người coi nè. Để nó bị con ong vàng nó chích đó mọi người, đấy là nó bị dòi nè. Trái này ăn được, trái này coi. Trái này cũng hư luôn.
Trời, nó đang mưa lắc rắc rồi mọi người. Mọi người xem này, nó chuyển đen hết này. Đang sắc sang lựa lẹ rồi sang vô. Đây mọi người coi cái sỏi trên này. Cái rất là cao luôn. Này, mọi người coi cái góc nó này. Nó bự luôn. Cao lắm. Mà trái nó nằm ở ngoài đọt không mọi người. Không cách nào hái rồi. Giờ chứ trời nó rụng xuống là lượm thôi mọi người. Trời mưa rồi. Đây, trái này nè, hư rồi. Giữa mọi người. Đây, sang lượm chắc được bằng mùi trái rồi đó. Đây. Ở đây có mấy trái nữa nè. Hư rồi. Đây, trái này ngon luôn. Nè, mọi người thấy không? Sồi chín cái sóc nó ăn rồi mọi người. Đây, sóc nó ăn rồi. Đây mọi người, đây mấy trái này chưa bị hư nha. Đây. Nó đã luôn. Sang giờ sang hết tay cầm rồi. Đây, thêm bữa lại một trái nữa nè. Đó, luôn. Sang sắp lại lấy cái rổ sang đựng. Được mọi người. Đây. Đây, mấy trái mọi người. Đây, đã không? Nó chín nè. Đó. Ăn rất là ngọt luôn. Đây mọi người xem, chín vàng khè luôn nha. Đó, chín cây nha mọi người. Tôi đẩy sang là toàn trái cây, toàn chín cây rụng xuống không à. Sầu riêng, thì xoài. Đây. Xem quay lại cho mọi người coi. Đây mọi người thấy không? Có mấy cái nó chín vàng nó lầm đó mọi người. Nó mấy trái nó cũng sắp rụng rồi nha. Gió thổi qua nó cũng rụng á. Bây giờ trời sắp mưa rồi, giờ sang sẽ đem mấy trái sầu riêng với trái xoài mới lượm được mọi người. Sang đem vô nha.